Chào mừng anh em đến với bản tin sáng 17 tháng 10 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Đừng để những gì bạn không thể làm cản trở những gì bạn có thể làm. Ronaldo viết trên trang cá nhân của bức ảnh chụp cạnh bể bơi. Bài đăng của siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được gần 5 triệu lượt thích và hơn 40.000 bình luận sau gần 2 giờ. Đa số người hâm mộ chúc anh mau khỏi bệnh. Theo Marca, thông điệp của Ronaldo nhắm vào Bộ trưởng Thể thao Italy Vincenzo Spadafora, người đã chỉ trích tiền đạo Juventus vi phạm các quy tắc chống Covid-19 khi bay đến Turin. Quyết định trở lại Italy của Ronaldo là do quốc gia này chỉ yêu cầu tự cách ly 10 ngày, ít hơn 4 ngày so với ở Bồ Đào Nha. Anh muốn rút ngắn thời gian để có thể đối đầu với Barca ở Champions League. Maguire đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn về phong độ khi cá nhân anh mắc tới 3 sai lầm dẫn đến bàn thua trong thất bại 1-6 trước Tottenham ở vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chưa hết, thủ quân của Man United cũng là người nhận thẻ đỏ trong thất bại tối thiểu của đội tuyển Anh trước đội tuyển Đan Mạch ở vòng bảng UEFA Nations League giữa tuần qua. Mặc dù lên tiếng ủng hộ Maguire, nhưng huấn luyện viên Solskjaer đã thông báo khá bất ngờ về việc thủ lĩnh tinh thần của đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu với Newcastle cuối tuần này do chấn thương. Thất bại trước Tottenham khiến Man United mới có được 3 điểm sau 3 trận, rơi xuống thứ 16 trên bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng hiếm khi Quỷ Đỏ phải hứng chịu. Lionel Messi thừa nhận từ lâu anh đã quyết định gạt bỏ thành tích cá nhân qua một bên. Giờ đây ghi bàn không còn là ưu tiên của tiền đạo 33 tuổi. Thay vào đó, thành tích của Barcelona và đội tuyển Argentina mới là những gì El Pulgar hướng tới. Giờ đây tôi không còn quá ám ảnh với việc ghi bàn. Tôi cố gắng làm những thứ tốt nhất cho đội bóng, thủ quân của Barca chia sẻ với tạp chí La Gaceta Poderosa. Ở mùa giải trước, số 10 của Barca đã có những chuyển biến trong lối chơi. Messi chơi càng ngày càng xa khung thành. Chính điều đó cũng khiến M10 ít có cơ hội tiếp cận khung thành của đối thủ. Thế nhưng, Messi vẫn dễ dàng giành danh hiệu Pichichi lần thứ 7 trong sự nghiệp với 25 bàn thắng. Tuyển thủ Argentina đã ra sân 3 lần cho Barca mùa này, ghi được 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, chân sút sinh năm 1987 cũng là nhân tố chủ lực, giúp cho La Albiceleste toàn thắng sau 2 lượt trận. Cùng với Vincent Kompany và David Silva, Pablo Zabaleta cũng từng là một trong những công thần có nhiều đóng góp cho Man City. Hậu vệ người Argentina có 9 mùa giải khoác áo The Citizens, ra sân 333 trận, ghi 12 bàn và giành 2 chiếc vô địch Premier League trước khi chuyển sang West Ham vào hè năm 2017. Ở mùa giải trước, do gánh nặng về tuổi tác, Zabaleta chỉ có 14 lần ra sân trong màu áo của West Ham. Cuối tháng 6 vừa qua, anh không được gia hạn hợp đồng và chia tay búa tạ theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau hơn 3 tháng im hơi lặng tiếng, cựu tuyển thủ Argentina đã đưa ra quyết định treo giày. Thông qua Twitter cá nhân, Zabaleta thông báo về việc giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Sau 18 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã quyết định giải nghệ. Suốt những năm qua, tôi đã có cơ hội được tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt và không thể nào quên. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn những người đã cùng sát cánh với mình trên hành trình này, từ câu lạc bộ, đồng đội, các huấn luyện viên và đặc biệt là gia đình cũng như bạn bè. Tôi đã khép lại một trong những phần tuyệt vời nhất cuộc đời mình với rất nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn tất cả từ tận đáy lòng. Mùa hè năm 2021 của Real Madrid rất đặc biệt với cuộc bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2021 đến năm 2025 cùng chiến dịch xây dựng phiên bản Galacticos mới. Florentino Perez được xem là không có đối thủ trong cuộc tranh cử và ông sớm lên kế hoạch chuyển nhượng với mục tiêu Sergej Milinkovic-Savic. Real Madrid gần như chắc chắn chia tay Luka Modric, người đã bước sang tuổi 35 và hết hợp đồng vào cuối mùa này. Việc chiêu mộ Milinkovic-Savic là rất cần thiết để giúp cho Real làm mới lối chơi cũng như tăng sự cạnh tranh trong đội hình. Mới đây, những thông tin từ Serbia cho biết MU tiếp cận Milinkovic-Savic như một giải pháp để thay thế cho Paul Pogba. MU thể hiện sự quan tâm đến Milinkovic-Savic ít nhất là 2 năm nay. Tuy nhiên, theo Don Balón, chủ tịch Perez tin tưởng vào sức hút của Real Madrid vượt trội MU. Real Madrid có cơ hội đua tranh La Liga lẫn Champions League, trong khi đó MU liên tục lận đận với những chính sách sai lầm. Ngoài MU, PSG cũng sớm cử người tiếp cận Lazio để thảo luận chuyển nhượng Milinkovic-Savic. Trong một năm nay, MU liên tục đàm phán chuyển nhượng Jadon Sancho và luôn nhận được cái lắc đầu từ Dortmund. Don Balón đưa tin, sau nhiều lần từ chối MU, Dortmund vừa gửi báo giá Jadon Sancho đến Barcelona và Real Madrid. Theo đó, đội bóng chủ sân Signal Iduna Park cho biết sẽ bước vào bàn đàm phán với giá tối thiểu là 115 triệu euro. Hành động của Dortmund được cho là có thể tạo nên cuộc đấu giá căng thẳng, hứa hẹn sẽ tăng giá chuyển nhượng của Jadon Sancho. Don Balón trích nguồn tin từ Đức cho biết, Jadon Sancho vừa nói chuyện với ban lãnh đạo Dortmund muốn ra đi trong mùa hè 2021 sau khi cùng tuyển Anh tham dự Euro. Sancho mới 20 tuổi, nhưng đây đã là mùa giải thứ tư của anh với Dortmund, trong đó đây là mùa thứ ba anh giữ vai trò trụ cột ở Signal Iduna Park. Ngôi sao người Anh tin tưởng đã đến lúc anh rời Dortmund để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. So với MU, rõ ràng Barca và Real là những môi trường hứa hẹn hơn nhiều.